Huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ bí quyết giúp Hàn Quốc tạo kỳ tích ở World Cup 2002. Huấn luyện viên Park Hang-seo kể lại hành trình cùng đội tuyển Hàn Quốc tạo nên kỳ tích vào bán kết World Cup 2002. Ở giải đấu, ông Park là trợ lý của Gu Ji-deng. Tròn 20 năm sau kỳ tích World Cup 2002 cùng đội tuyển Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã trải lòng về những ký ức khó quên. Tại giải đấu mà tên tuổi của ông được biết đến rộng rãi với vai trò trợ lý của huấn luyện viên Gu Ji-deng. Tại World Cup 2002, Hàn Quốc đã đánh bại nhiều đội tuyển mạnh, trong đó có Italy, đội có 4 lần vô địch thế giới trước đó, ở vòng 1/8. Theo huấn luyện viên Park Hang-seo, ban huấn luyện của Hàn Quốc khi ấy đã tập trung củng cố sức mạnh tinh thần cho cầu thủ, thay vì tập trung vào yếu tố chuyên môn đơn thuần. Chúng tôi biết đội tuyển Italy ở đẳng cấp thế giới. Thể chất cũng như kỹ thuật của họ vượt trội so với các cầu thủ Hàn Quốc. Trong quá trình chuẩn bị cho các trận đấu, ban huấn luyện tập trung vào khía cạnh tinh thần thay vì chỉ đạo kỹ thuật cho cầu thủ. Đội ngũ huấn luyện đã làm việc với cá nhân để tăng cường sự tự tin cho họ, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ. Đội tuyển Hàn Quốc hòa Italy 1-1 trong hai hiệp chính thức và chiến thắng nhờ bàn thắng vàng ở hiệp phụ của An Dung Hua, qua đó giành quyền vào tứ kết. World Cup 2002 sử dụng luật bàn thắng vàng. An Dung Hua đã đá hỏng quả phạt đền ở trận trước nhưng lại ghi bàn thắng quyết định vào lưới Italy. Tôi tin rằng điều đó đến từ sự tự tin mà chúng tôi đã truyền cho các cầu thủ. An Dung Hua giữ vững tinh thần và bước tiếp sau khó khăn, huấn luyện viên Park Hang-seo nói thêm. Sau khi loại Italy ở vòng 1/8, Hàn Quốc chạm trán Tây Ban Nha tại tứ kết. Theo huấn luyện viên Park Hang-seo, các cầu thủ Hàn Quốc khi ấy đã cạn kiệt sức lực. Nhưng huấn luyện viên Gu Ji-deng khẳng định Hàn Quốc đủ khả năng tạo nên lịch sử vẻ vang hơn với tấm vé vào chơi trận bán kết. Bước vào trận đấu với Tây Ban Nha, tôi không biết Gu Ji nghĩ gì, nhưng ban huấn luyện Hàn Quốc có cảm giác đã hoàn thành nhiệm vụ vì đạt được mục tiêu. Các cầu thủ Hàn Quốc đã kiệt sức sau vòng 16 đội, nhưng họ đã làm việc chăm chỉ và chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống ở trận gặp Tây Ban Nha, bao gồm cả loạt sút luân lưu, huấn luyện viên Park Hang-seo nhớ lại. Trên sân Gwangju, Hàn Quốc và Tây Ban Nha hòa nhau 0-0 sau 120 phút. Tây Ban Nha đã gây áp lực và hai lần làm rung lưới Hàn Quốc nhưng đều không được trọng tài công nhận bàn thắng. Do đó, tấm vé vào bán kết được quyết định bởi loạt luân lưu. Trên chấm 11m, Ji-deng quyết định chọn Hoàng Xuân Hong, Park Hee-sung, Seok Hee-on, An Dung Hua và Hong Mi-umbo. Cả năm cầu thủ này đều xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, trong khi bên phía Tây Ban Nha, Joaquin sút hỏng quả luân lưu thứ 4 khiến Tây Ban Nha phải rời cuộc chơi. Gu Ji-deng đã chọn những cầu thủ có tinh thần mạnh mẽ. Tôi muốn nói về một ví dụ cụ thể, đó là Park Hee-sung. Khi đó, cậu ấy còn trẻ và chưa có kinh nghiệm sút luân lưu. Pha sút bóng thành công vào lưới Tây Ban Nha ở chấm luân lưu là lần đầu Park sút tung lưới đối thủ từ một tình huống 11m. Tôi nhớ Gu luôn tự tin vào lựa chọn và quyết định của mình, huấn luyện viên Park Hang-seo phân tích. Câu chuyện cổ tích kết thúc ở bán kết khi Hàn Quốc thất thủ 0-1 trước Đức, sau đó chịu thất bại 3-2 trước Thổ Nhĩ Kỳ trong trận play-off tranh hạng 3. Sau World Cup 2002, Hàn Quốc dù vẫn được dự World Cup thường xuyên nhưng không thể tái lập kỳ tích trên sân nhà. Thành tích tốt nhất của đội tuyển xứ Kim Chi là vào đến vòng mùng 1 tháng 8. Theo huấn luyện viên Park Hang-seo, Hàn Quốc đủ khả năng đạt đến những thành công mới trong tương lai. Đồng thời, ông Park luôn biết ơn những bài học có được từ Ji-deng. Có rất nhiều điều khác nhau mà tôi học được từ Gu. Có thể kể đến một vài điều, như sự hiểu biết của ông ấy về nền văn hóa mà mình đang làm việc. Ông ấy tôn trọng Hàn Quốc trên cả khía cạnh đất nước và nền văn hóa. Ji-deng làm việc không mệt mỏi, cố gắng tìm hiểu văn hóa bóng đá để có thể truyền đạt và triển khai kiến thức chiến thuật của mình cho các cầu thủ và ban huấn luyện. Kiến thức chuyên môn của Ji-deng rất đáng nể. Tôi đã cố gắng học và hiểu cách tiếp cận từng trận đấu của ông ấy để một ngày nào đó tôi có thể sử dụng cho riêng mình, huấn luyện viên Park Hang-seo nói thêm. Sau cùng, huấn luyện viên Park nói World Cup 2002 luôn là trải nghiệm đặc biệt trong sự nghiệp huấn luyện của ông. Thật không dễ dàng để chọn ra một kỷ niệm đặc biệt từ World Cup 2002, vì bản thân giải đấu đó là một trải nghiệm rất đặc biệt trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Đó không chỉ là một khoảnh khắc quan trọng mà còn rất hạnh phúc. Khi tôi nghĩ về kỳ World Cup đó, tôi vẫn còn xúc động và hạnh phúc. Chiến tích ấy có ý nghĩa đặc biệt với tôi và đất nước Hàn Quốc, ông Park kết luận.